chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Hôm nay 8 tháng 12 năm 2023, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau ổn định. Theo ghi nhận, tôm thẻ kiểm kháng sinh size G20 con giá 195.000 đồng, size G25 con giá 165.000 đồng, size 30 con lớn 155.000 đồng, size 30 con nhỏ 150.000 đồng, size 40 con 124.000 đồng 1 kg, size 50 con 112.000 đồng. Tôm thẻ size 60 con đang thu mua với giá 107.000 đồng 1 kg. Theo khảo sát, giá tôm sú oxy cũng có xu hướng neo cao. Tôm sú oxy size 15 con giá 470.000 đồng 1 kg, size 20 con 380.000 đồng, size 30 con 200.000 đồng 1 kg. Tôm sú oxy size 40 con đang thu mua với giá 125.000 đồng 1 kg. Mời quý bà con tham khảo giá thu mua tôm từ các thương lái và khu vực khác trong hôm nay. Về chi tiết giá cá, giá ếch, giá tôm thẻ, giá tôm sú hôm nay, mời quý bà con tiếp tục theo dõi liên kết tại phần bình luận của bản tin nhé. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay. Nếu thấy nội dung hữu ích, xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé. Chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu.